Hello, chào các bạn. Hôm nay mình không có khui hộp điện thoại, khui một cái tai nghe dành cho các bạn chơi mô tô. Không những chơi mô tô mà theo mình nghĩ các bạn đi xe máy trong những cái đô thị như là Sài Gòn, Hà Nội thì cái này cũng cực kỳ phù hợp. Nó phù hợp như thế nào thì mình sẽ ra hàng loạt cái video và sẽ giới thiệu cái công nghệ cũng như cái sản phẩm này cho các bạn nắm rõ ha. Đây là cái tai nghe kim bộ đàm các bạn. Cái thương hiệu nó là thương hiệu Kado của Mỹ và cái tên sản phẩm nó là Backtalk Bow Duo. Duo có nghĩa là một cái hộp như vậy sẽ có hai cái tai nghe. Và cái sản phẩm này được hỗ trợ về mặt âm thanh bởi thương hiệu JBL, thương hiệu âm thanh của Mỹ luôn, rất là nổi tiếng. Và đây là lần đầu tiên cái sản phẩm này chính hãng về Việt Nam các bạn. Được bảo hành 2 năm bởi cái máy này nè, bảo hành 2 năm một đổi một luôn. Thì ngày xưa mình chơi cái này 4 năm trước rồi, hồi đó mình mua hàng sách tay. Đó thì cái công nghệ chính của nó là DMC, là một cái công nghệ bộ đàm. Và đây nó dùng cái hình thức bắt cầu cho nên nó kết nối được rất là xa. Đây nó ghi nè, 13 tiếng rồi kết nối nè, 1,6 km xa từ người này tới người kia các bạn, 1,6 km và chống nước chuẩn IP67, chống nước tuyệt đối hoàn toàn luôn, rất là ngon. Rồi kết nối được 15, nó ghi cái hình cái nón bảo hiểm nhân 15, tức là được 15 rider kết nối chung một group với nhau, có FM, có nghe nhạc MP3, có GPS và loa là loa JBL. Hồi xưa mình mua cái thời trước đó là không có loa JBL. Rồi đây là cái hộp Kado chính hãng các bạn. Đây. Đó. Vừa mở ra các bạn thấy một anh đẹp trai cởi chiếc mô tô ha, rồi một cái nón bảo hiểm, trên cái nón này chắc chắn là gắn Kado rồi. Đó, một hộp như vậy là hai cái. Tuy nhiên nếu các bạn mua từng cái một á cũng được, tại vì nếu mà các bạn mua một cái hộp riêng lẻ gồm một bộ thì giá nó cao, cho nên mình không có đưa cái sản phẩm đó về. Sản phẩm này giá rất là tốt, cạnh tranh trực tiếp với những cái hàng sách tay, cho nên giá rất là tốt ha. Đây, đây là cái máy. Rồi để mình coi cái phụ kiện xong rồi mình nói cho các bạn chi tiết về cái máy. Trong này nó có một cái catalog hướng dẫn. Tuy nhiên thì khi mua tại Mai Nguyên mình sẽ tặng các bạn một cái tờ hướng dẫn giống như vậy mà bằng tiếng Việt, mình đã in ra sẵn rồi. Nếu nhân viên ở đây có quên đưa tại nó nằm bên ngoài hộp thì các bạn nhớ nhắc ha. Ở trong đây nhớ có những cái hướng dẫn để các bạn lắp đặt đó, các bạn coi chi tiết bên trong này hoặc là coi cái video của mình là đủ hiểu. Đó, trong này nó chia thành hai cái hộp phụ kiện riêng biệt. Thì nếu các bạn mua một hộp á thì nhân viên Mai Nguyên sẽ bán cho các bạn một cái hộp như vậy, là các bạn cầm về ha. Rồi giữ cái hộp này lại, để cái này vô để bán cho người sau thì các bạn sẽ được giá tốt. Thì thật ra nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cái hộp lớn này thì đem về cũng bỏ thôi. Chủ yếu là hai cái hộp nhỏ này và hai cái tai nghe. Đây là hai bộ đựng trong một cái hộp như vậy. Thì người ta gọi cái hộp này là hộp duo, tức là hai cái máy đôi. Mua hai cái thì nó sẽ rẻ hơn là mua từng cái một. Thì tại sao người ta làm hai cái các bạn? Tại vì thường nó bán một cặp cho một cặp vợ chồng hay là hai người đang đi chơi với nhau, bạn bè hay là người yêu gì đó. Thì mình đổi cái nón, khi mà mình đổi cái nón bảo hiểm full face như vậy á, mình vừa chạy xe thì chắc chắn là cái người ngồi sau mình nói chuyện không có nghe. Đó, mình nói chỉ như trong nón thôi chứ không thể nào cái người ngồi sau mình nghe được. Thì bắt buộc phải hai người phải trang bị hai cái bộ Kado này thì ngồi sát nhau, mặc dù ngồi rất là sát ở trên xe thì mới nói chuyện và nghe với nhau được, cho nên là họ bán cặp như vậy đó. Còn nếu các bạn thích nữa thì các bạn có thể mua một cặp về và chia sẻ lại cho bạn bè. Rồi đây là cái hộp phụ kiện, nó còn gọi là cái hộp mà audio kit đó. Kiểm tra hàng chính hãng nè, thông tin
Ở trong cái hộp audio kit này khá là quan trọng ha, để mình hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Thứ nhất là một cái cọng cáp USB micro, USB một đầu A đầu micro các bạn sạc ha cho cái cạc đồ của mình. Cái bộ này là bộ loa. Đó, bộ loa để đặt bên hai cái tai nghe. Mình nghe nhạc, đàm thoại. Đây là hai cái miếng dán các bạn, để các bạn dán định vị nó trong cái nón bảo hiểm. Rồi, đây là cái mic. Micro thì nó cho mình hai cái, một cái mic dán dành cho những cái nón full face. Và một cái mic này là một cái mic cây, mic rời nè. Để dán cho những cái nón 3/4 và những cái nón lật cầm. Đó. Rồi một cái bát. Cái bát để các bạn gắn cái cado vô đây. Rồi một cái này là cái kẹp. Cái kẹp vô cái nón bảo hiểm thì nó gắn sẵn rồi, lát mình sẽ cậy ra. Rồi một cái miếng dán để mắc vô cái bát này. Một là dán, hai là kẹp. Rồi có cho mình cái gì đây? Ancol để mình lau chùi. Rồi cho thêm hai cái miếng miếng để mình dán định vị nữa, mình dán những cái gì đó vô. Cái này mặt keo ở trong bên trong nón á, mình định vị những cái gì đó nó cho dư. Đó là một bộ như vậy. Rồi, để mình chỉ các bạn chi tiết nha. Rồi, đầu tiên là các bạn kiếm một cái tục vít dẹp ha. Các bạn cậy cái này ra, chọt vô cái này nè. Đó, chọt vô. Chọt vô cái chốt, cái bát này. Nó hơi cứng ha. Các bạn nhớ nha, đầu tiên có thể dây người ta quấn ở trong này thì các bạn lấy cái dây ra ha. Có thể các bạn khui hộp á. Về dây họ nhét ở trong này nè. Thì mình cậy ra coi chừng nó đứt cái dây này. Cái dây này họ không có bảo hành, họ chỉ bảo hành cái máy thôi. Đó, cho nên là mình đưa vô đây. Đó. Nói gì nè các bạn. Đây nè. Đó, chọt cái này xuống nè. Rồi. Cái này là cái bát kẹp nón ha. Bát kẹp nón. Nó có hai cái bát kẹp nón. À, một cái bát kẹp nón và một cái bát dán nón. Đó, thì hai cái chốt này nó như nhau. Nếu các bạn dán cái miếng này thì lúc mà mình gắn vô mình cũng gắn như vậy. Đó. Rồi cái kẹp thì mình kẹp như vậy. Rồi. Bây giờ mình nói về cái máy này. Sơ sơ về cái máy này chút xíu. Thì đây là cái phần chính các bạn ha, được bảo hành 2 năm. Cado Back Talk Bow. Thì đây nó có 3 nút, nút này là họ vẽ cái hình cái điện thoại nè. Đây họ vẽ cái hình sóng nè. Và bên đây là cái hình tam giác play chơi nhạc. Ở đây có một cái đèn. Đó, logo Cado Back Talk Bow nằm ở đây. Ở đây là cái anten. Khi các bạn đi xa thì các bạn có thể hất ra để bung cái anten này ra cho sóng nó mạnh hơn. Và đây là cái chỗ mình điều khiển volume bằng cái vòng xoay tròn đặt ở trên này. Thì khi mình chạy xe mình cứ rờ, mình đâu có thấy cái sản phẩm đâu. Mình cứ lấy tay mình rờ ra đây thì mình kéo xuống là tăng volume và đẩy lên là giảm volume. À, cái đây là cái ngõ sạc micro USB. Khi mà sạc xong các bạn nhớ ha, phải đóng chặt cái ron cao su này lại để tránh cái trường hợp là mình đi mưa. Và mặt sau thì không có gì ngoài cái chỗ tiếp xúc với cái khung ở đây. Thì cách gắn vô các bạn gắn như vậy, đặt từ cái trên này xuống. Rồi bắt đầu các bạn bóp hai cái chỗ này. Rồi kêu cái cốc là nó vô. Rồi lúc mà lấy ra các bạn hất nhẹ cái này chút xíu thôi ha. Hất chút xíu nhẹ thôi là lấy ra được. Nhớ các bạn không có để trên này vô ha. Để này vô bóp không được rồi coi chừng nó gãy cái ngàm này. Cái ngàm này bằng nhựa rất là mỏng. Và mình chơi nhiều năm nay rồi. Rất nhiều bạn bè của mình bị gãy cái ngàm này do không biết tháo ra. Hoặc là mượn của ai đó. Chưa bao giờ dùng tới. Rồi đi mượn nón rồi về rồi tháo ra sạc không biết. Này này nó sẽ gãy. Khi gãy cái này rồi thì bắt buộc là các bạn phải mua nguyên một cái bộ kit mới, hoặc là các bạn phải dùng dây cao su này kia để buộc rất là xấu ha. Để từ trên xuống dưới này, vô đây bóp cái cụp. Rồi khi lấy ra hất nhẹ thôi nha, hất vừa đủ nhẹ thì nó lấy ra được liền. Đó, cái chốt ở đây nè. Ừ. Rồi. Cái đầu tiên là mình chỉ cho các bạn cách gắn nón cái đã, xong rồi mình sẽ nói về cái này sau. Đây là cái nón của mình. Đó,
nón của mình đây. Cái nón này là nón full face Arai. Thì mình dùng một cái miếng dán, tức là cái miếng dán này đây, chứ mình không có dùng cái kẹp ha, mình không có dùng kẹp. Nếu các bạn dùng kẹp thì tùy cái loại nón bảo hiểm ha, các bạn có thể xỏ vào trong này nè. Đó, cậy cái lớp này ra, các bạn xỏ vô trong này, nó đi lên trên này và cái thế kẹp này nó sẽ như vậy. Đó, thế kẹp như vậy nè, kẹp vô ngay chỗ này thì nó banh cái này ra, nó nhét vô trong này. Rồi sau khi kẹp xong á, sau khi nó kẹp xong vô như vậy á, thì các bạn nhét cái đế này nè. Đó, nó lên như vậy rồi thì các bạn nhét cái này xuống, giống hồi nãy mình, trước khi mình cạy ra đó. Đó, nhét nha, sập vô. Sập vô xong đó đợt các bạn lòn cái dây này vô trong này giống như mình ha. Nhưng mà theo cá nhân mình á, thì mình khuyên là dùng cái miếng dán này. Các bạn lột cái keo này ra, cái này rất là chắc ha. Cho dù cái nón các bạn ở cái chỗ mà mình cần dán nó gồ ghề hoặc là nó phẳng thì các bạn vẫn dùng cái dán này được, tại cái dán này nó có khứa 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 ở đây, nó cong theo cái sản phẩm của mình. Nếu những cái mặt phẳng như vậy thì dán nó quá dễ rồi, nó cong theo hết. Còn những cái chỗ gờ như vậy đó, các bạn cứ cảm giác là dán vô cái là nó vên, nhưng mà mình dán vô cái chỗ này rất là ngon lành thì cái dán nó sẽ không có làm cho mình, không bắt buộc mình phải kẹp thòn vô trong, nó sẽ hư nón bảo hiểm và nó thẩm mỹ hơn. Đó, các bạn thấy dán thẩm mỹ. Khi mà muốn lấy ra thì các bạn phải chọt vô cái lỗ này giống cái nãy ha, để cậy cái khung này lên, tại nó đã vô ngàm rồi. Nhưng mà khi mà mình sử dụng một lần rồi thì không bao giờ mình tháo cái này ra các bạn ha, cái này dính luôn ở trong cái nón này. Đó là cách các bạn dán, một miếng dán, hai là cái kẹp. Sau khi dán hoặc là kẹp vào thì các bạn gắn cái đế này vào ha, gắn cái đế này vào. Đó, giống y chang như mình. Gắn cái đế này vào, sau đó các bạn lòn cái dây này vô trong cái mút này. Đó, cái dây này ha. Lòn vô trong đó. Rồi bắt đầu mình thả hai cái đầu vô trong đó. Đó, thả hai cái đầu vô trong. Rồi, nếu mà nón full face, tức là các bạn không có lật cái cầm lên được, và khác với nón bàn tư là toàn bộ cái chỗ này là trống, thì mình dùng cái mic dán, cái mic mềm, tạm gọi là cái mic mềm đây ha. Cái mic thì cái đầu nó là hình vuông nè, cho nên các bạn có một ngõ thôi để các bạn gắn vô đây thôi. Sau đó các bạn dán vô đây, dán vô ngay cái trước, cái trước cái chỗ cái miệng mình nói đó, mình dán vô đây. Rồi đơn giản thôi ha, các bạn lột cái keo ra các bạn dán vô đây đó, dán chỗ nào các bạn thích mà các bạn nói nó rõ là được. Đó là cái mic xong. Nếu các bạn dùng cái nón lật cầm đó, cái nón lật cầm thì các bạn cũng gắn vô cái chỗ này ha. Nói chung là mic là có một chỗ gắn thôi, là cái vuông vuông này đó, còn cái chỗ này để gắn tai nghe thì các bạn cũng lòn vô trong và các bạn kẹp cái bát này ở đây nè, kẹp ở trong cái hốc này ra để đưa nó lên đây. Rồi cụ thể là đây, một cái nón thứ hai của mình ha. Thì các bạn có bao nhiêu nón thì các bạn sẽ mua thêm những cái bộ kit. Rồi để lát mình nói thêm bộ kit. Đây là cái nón lật cầm. Lật cầm là sao các bạn? Lật cầm là nó lật nguyên cái cầm này lên để khi mình đi touring á, mình dừng lại uống nước đồ này nọ thì mình không phải tháo cái nón ra khỏi đầu mình mất công ha. Mình chỉ lật cái cầm này lên cái là rất là thoải mái, nó giống như 3/4 như vậy. Đó, 3/4 là không có cái cầm này luôn. Các bạn tháo cái này ra thì sẽ trở thành cái nón 3/4 thôi. Rất là đơn giản. Đây cái mic cứng các bạn ha. Cái mic cứng mình tháo cái mút này ra. Tháo cái mút này ra nè. Đó, mình nhét vô trong này. Đó, nhét vô, nhét cái mic cứng này vô, vô trong đó mình dán vô đây. Rồi quay nó ra đây. Rồi bắt đầu mình cắm vô cái dây kia. Cắm vô cái dây này là xong ha. Đó, cắm dây này, cái bát bên ngoài, rồi cái mic ở đây. Đó, rồi các bạn đi dây giấu trên bên trong những cái lớp mút này. Nón bảo hiểm họ làm những cái lớp mút này là đều có nút hết, các bạn chỉ bấm cái nút ra thôi.
rất là dễ ha. Đây là cái nón Shoe Nail Tech 2 của mình. Đó thì sau khi hoàn thành thì nó lòi cái cây ra về này các bạn ha. Đó, nó chỉa ngay cái miệng của mình luôn. Thì các bạn đóng lại. Đó, đóng lại thì nhét nó vô trong thì nó cũng nằm ngay cái vị trí. Đây. Nó nằm ngay cái vị trí ngay cái miệng mình luôn, ngay chỗ này. Còn các bạn tháo cái lật cầm, hoặc là các bạn chạy trong phố, các bạn lật cầm lên, các bạn chạy á, thì nó cũng nằm đây. Rồi lưu ý một điểm nữa là cái mic cứng này nè, nó có cái hình vàng cái mũi tên. Thì các bạn lúc mà các bạn chạy xe, các bạn đâu có nhìn thấy đâu. Rờ rờ cái tay mình, rờ vô đây mình thấy à, chỗ này là cái mic nè. Đó. Cái mic nó nằm đây các bạn ha. Mic nằm đây, nó làm đây. Để mình rờ mình thấy, mình đưa cái hướng này vô miệng mình. Chứ nếu mà mình đưa cái này ra ngoài là mình nói không ai nghe, mình nói rất là không rõ. Đó. Rồi đây là mình xoay cái này vô trong. Rồi, đó là những cái lưu ý. Tiếp theo là cái loa các bạn. Đây là loa. Mình gọi là loa cũng được, mà tai nghe cũng được. Rồi, loa. Loa mà các bạn mua theo hộp mới á ha, thì là loa JBL. JBL. Tuy nhiên là nó là cái JBL nhỏ thôi. Đây mới là cái JBL lớn 45mm nè. Nếu các bạn muốn mua cái loa JBL lớn 45mm thì giá nó là 2,1 triệu. Và các bạn phải mua riêng ha. Chỉ cái bộ loa thôi thì các bạn cất cái bộ này. Nhưng mà theo mình thì khi các bạn mua một cái bộ mới á, thì cũng không cần phải nâng cấp lên liền. Mình dùng cái loa JBL này của đi theo hộp là được rồi. Ngày xưa mình dùng cái này 4-5 năm trước á, là đời cũ không có loa JBL. Thì thời gian sau này Cardo nó mới hợp tác với JBL. Đó, trong hộp nó cho mình cái miếng này, thì các bạn ịn cái miếng này vô trong nón, rồi các bạn ịn cái này vô là xong. Đó, là xong. Hai bên, hai bên các bạn ịn hai cái ngay cái vị trí lỗ tai mình ha. Đây, ịn vô đây, ịn vô trong này. Đó, nhưng mà không phải ịn về ha. Các bạn lựa một cái hốc ở trong này. Thường cái đây của mình nè, của mình xài lâu quá, te tô luôn, nó nằm nhét ở trong này nè. Thì thường cái nón bảo hiểm á, những cái hãng nó làm nó có một cái lỗ sẵn ở đây. Có hãng nó làm nguyên một cái lỗ rồi nó bịt một miếng xốp luôn, mà mình giật cái miếng xốp ra thì mình nhét cái tai nghe này vô vừa bên trong này luôn. Đó, sát bên trong này, hai bên ngay cái lỗ tai. Rồi, nói vậy là rất dễ hiểu rồi. Còn một cái đầu còn lại thì các bạn kết nối vô cái bát này là xong. Cái bát này nằm bên ngoài. Đó là xong một cái bộ mic và tai nghe thôi, chỉ có hai món là chính thôi, mic và tai nghe. Đó, cái tai nghe của mình nè, nó te to luôn, nó nằm trong này nè. Đó, đó, nó rách hết rồi, không còn gì luôn. Đó, mình dán ở trong nè. Đó, rách te to luôn, rách miếng cái màn mút rồi, rách hết rồi, mục hết rồi. Xài một thời gian các bạn thấy cái này nè, mục nát hết. Mình vẫn kẹp trong này, vẫn nghe ngon lành. Rồi, dán cái này lại, nát quá rồi. Quá nát rồi, bữa nào có tiền phải mua bộ tai nghe mới JBL. Chứ không là nát bấy rồi. Đó, cứ vậy thôi là xong. Đó là một cái bộ gọi là phụ kiện. Cái đó, cái bộ phụ kiện này các bạn mua là nằm trong cái hộp này ha. Lấy ra hết thì nó là một đống này. Rồi nếu các bạn mà có nhiều cái nón thì các bạn mua thêm một cái gọi là audio kit, là gồm audio và microphone kit. Đó, thì cái hộp này là cái hộp này. Đó, nhưng mà bán rời. Đó, cái hộp này tương đương với cái hộp này. Nhưng mà bán rời đó, đổ cái hộp này ra thì đó là một đống này. Thì họ làm cái này để ăn chi các bạn? Họ làm cái này để bán cho những người mua cái nón thứ hai, cái nón thứ ba và cái nón thứ tư. Đó, mình chỉ mua một cái bộ này, cái cặp đôi này duy nhất thôi. Đây, mình mua cái này về mình lắp cái nón này đầu tiên. Sau đó mình mua thêm cái nón này thì mình chạy ra mình mua thêm cái bộ kit này về mình gắn vô đây. Cứ mỗi lần mình đi đâu dùng cái nón nào thì mình lấy cái này mình bỏ qua thôi. Hôm nay điệu đàn hoặc là chạy adventure xài cái nón này thì xách vô gắn cái cụp xong. Đó, ngày mai đi touring
thích đội cái nón suede thì sạc cho đầy vô rồi qua đây gắn là xong. Còn lại là tất cả những cái bộ mic, tai nghe, dây nhựa thì mình đã đi sẵn trong đó rồi, nó là một cái bộ khung rồi cho nên mình không có tháo. Cho nên các bạn có 5 cái nón thì các bạn mua 4 cái bộ gọi là audio kit này về. Mỗi bộ audio kit này là 1.900.000. Nhưng mà thêm một cái lưu ý các bạn là cái bộ audio kit này á, cái loa của nó là không phải loa JBL. Đây, sẵn khui cái bộ audio kit này cho các bạn thấy luôn ha. Cũng của hãng Kado nhưng mà nó không có build, nó không có cho mình cái đó, nó không có cho mình cái loa JBL ha. Cái loa này loa thường. Còn cái loa mà theo hộp á là loa JBL. Cho nên nếu các bạn mua cái bộ kit này về rồi mà vẫn thích một cái bộ loa JBL cho chiếc nón thứ hai thì cất cái bộ kit này ở nhà đi, là chạy ra mua tiếp một cái bộ loa. Đây, nó bán riêng một cái bộ loa audio set JBL, âm thanh bởi JBL, và bộ loa này đường kính 45mm, lớn nhất hiện nay và cho ra âm thanh cực kỳ hay luôn. Thì cái bộ loa này là 2.1 triệu, các bạn có thể tham khảo trên website Mai Nguyên. Đó, như vậy là trọn cái bộ, các bạn dễ hiểu ha. Rồi đây là cái máy chính này các bạn, bảo hành 2 năm, chính hãng. Mình có in một cái quyển này, thì nếu nhân viên có quên thì các bạn nhớ nhắc để lấy cái tờ giấy này về ha. Tờ giấy này là cái tờ hướng dẫn mà mình chuyển sang tiếng Việt hoàn toàn, thì các bạn nhớ. Nếu mà đi tour mình cũng lên cầm cái này theo, tại vì nó nhiều chức năng quá, nhiều lúc mình quên á, quên rồi không biết hỏi ai rồi bắt đầu gọi lung tung phiền phức. Cho nên các bạn cầm cái này theo, nó rất là dễ ha, hướng dẫn cho mình chi tiết. Rồi, đầu tiên các bạn mở nguồn lên, tắt mở nguồn đây. Đó, các bạn cứ dò theo cái này ha, bắt đầu nè. Rồi điện thoại như thế nào, rồi lật qua bên này kết nối điện thoại ra sao, âm thanh như thế nào, bật tắt các kiểu, bài cũ bài mới, mở kênh mới nè, nhấn một lần nhấn hai lần, x2 x1, đó các bạn cứ theo cái này rất là dễ ha. Đã làm rất là chi tiết bằng hình ảnh rồi, và những cái biểu tượng đèn màu á nó đầy đủ trong này. Các bạn cứ theo cái tờ này mà làm, không cần phải hỏi ai hết, coi cái video mình và lấy cái tờ này là đủ. Cái đèn tín hiệu là cái đèn ở giữa này các bạn ha, giữa này một cái đèn một nhưng nó bốn màu, xanh, đỏ, xanh lá, tím và vàng, tới 5 màu đó. Mỗi màu nó có mỗi tác dụng khác nhau. Đầu tiên bật nguồn là các bạn lúc mà chạy á, mình thờ hai cái tay như vậy nè. Đó, đầu tiên là mình gắn vào đây. Đó, khi mình đội lên như vậy á thì mình thờ cái tay mình vô đây. Đó, RRR này đó, R tại vì nó làm hai cái G lên nè. Còn cái này là ở trên rồi thì mình rét mình quen rồi, thì hai cái này đè vô một cái là nó mở nguồn, không đè giữ một cái nó mở nguồn rồi, mở lên rồi. Đầu tiên là khi mua về các bạn kết nối với cái điện thoại của mình, đầu tiên là các bạn tải cho mình cái app là Kado Connect, CARDO Connect, vô cái điện thoại iPhone hoặc là cái điện thoại nào các bạn dùng ha. Đây, cài đặt nó vô Kado Connect. Kado Connect của tập đoàn là Kado System LTD đã xong, các bạn bấm mở lên, accept, cho phép truy cập vị trí luôn, cho phép luôn, cho phép truy cập vào ảnh, cho phép luôn. Rồi đầu tiên các bạn muốn kết nối cái này với cái điện thoại thì các bạn bấm cái nút dưới này các bạn ha. Ở dưới đây là có cái hình cái biểu tượng cái điện thoại, ở trên là hình biểu tượng sóng wifi và bên này là cái tam giác mở nhạc. Thì mình giữ cái này 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5 đó. Rồi cái đèn các bạn, cái đèn đỏ với màu xanh chớp chớp rất là quen thuộc ha. Cái màu đèn này là cái màu Bluetooth, đang chờ kết nối Bluetooth với một cái thiết bị nào đó thì nó ra cái màu này. Rồi các bạn kéo cái máy mình xuống, mình dò Bluetooth với nó thôi. Dò Bluetooth mình kết nối với nó. Backtalk Bow nè, bấm vô một cái. Rồi, xong. Yêu cầu kết nối, bấm OK. Kết nối xong cái nó ra cái đèn tím là hoàn thành rồi đó. Rồi bắt đầu nó hết chớp là xong. Cái
Cado của mình đã kết nối vào đây. Rồi sau đó các bạn trở lại cái ứng dụng mà mình mới cài, Cado System nè. Các bạn bấm lên thì các bạn sẽ thấy là nó đã vô cái giao diện rồi ha. Cái Backtalk Bowl này các bạn có thể đặt tên cho nó ha. Nên đặt tên, đổi tên lại. Các bạn bấm vô cái biểu tượng setting này, các bạn bấm vô đây, các bạn đổi tên. Rồi ví dụ nguyên Cado đây, lưu nó lại thì bắt đầu cái nó đổi tên trong cái máy này thành cái này. Tại sao các bạn phải đổi tên? Tại vì khi đi tour á, khi đi tour thì nếu mà không đổi tên á thì ví dụ 10 người trong một group ai cũng là Backtalk Bowl, ai cũng Backtalk Bowl hết á, khi mà tạo vô group không biết cái này của ai đâu. Và các bạn nhớ lấy cái bút lông á, hoặc là dán cái tờ giấy gì đó ghi tên mình vô đây. À, đây là kinh nghiệm của mình ha. Mỗi lần đi tour nguyên một group 10 người rồi bắt đầu trưa tới chỗ ăn ai cũng lấy ra sạc, xong rồi lát rút ra không biết cái nào của ai luôn, lộn lung tung luôn, không biết của ai hết. Và đặt tên cũng không đặt tên nữa, cái nào cũng Backtalk Bowl hết, cho nên lúc đó là rối luôn á. Ở trong này nó có cho mình chế độ ngôn ngữ nè, các bạn có thể set set cái ngôn ngữ, mà chắc chắn là cái này chưa có tiếng Việt rồi, cho nên mình cứ để tiếng Anh. Rồi FM này kia, audio setting này nọ, nhưng mà tập trung chính vẫn là năm cái menu này các bạn ha. Một cái menu dài lớn ở trên là Quick Access, tức là mình truy cập vào, thứ nhất là Voice, gọi lại và thêm những cái số thường gọi đó. Voice tức là mình ra lệnh với trợ lý ảo á đó. Ví dụ mình đang đi ngoài đường, mình đè cái này mình giữ một cái, bắt đầu mình Hey Siri, what time is it, hoặc là thời tiết hôm nay thế nào, nói tiếng Anh thì nó trả lời trong cái nón mình luôn, có mưa gió gì không. Radio này thì các bạn gọi lại đó, gọi lại những người nào mà mới nhất á, trong cái danh bạ của mình, thì mình bấm cái đó là các bạn anh đó liền, là do mình bấm vô cái này, bấm vô cuộc gọi này. Speed dial tức là các bạn gán những cái số nào mình thường liên lạc nhất, để có gì mình bấm cái là nó gọi cho mình đó. Thì nó do nó đang connect vào cái danh bạ cho nên nó hơi chậm chút xíu, chờ lần sau nó sẽ không có cái này nữa. Đó, các bạn bấm vô đây, các bạn set. Ví dụ bây giờ các bạn search ở đây, các bạn set là bà xã đây ha. Đó, thì các bạn bấm vô một cái. Rồi các bạn set thì coi như là, hoặc là người yêu gì đó, là vô liền ha. Cái đó là cái chỗ mà quick access, tức là truy cập nhanh, bấm cái là gọi đúng người đó thôi, chứ không có người thứ hai. Đó, còn các đầu vô cái chỗ phone nè, thì nó cho là 1, 2, 3, 4, nó cho mình được 4 người. Các bạn có thể bấm set tiếp người thứ hai, thứ ba, bốn ha, bạn thân hay là ba má hay là con cái gì đó, để mình cần thì mình gọi cho nhanh, mình khỏi đi tìm kiếm danh bạ đó. Rồi các bạn tiếp theo là phần music. Music thì các bạn vào đây, các bạn có thể bấm để nghe nhạc đó. Thì trong cái tờ giấy này có quá đầy đủ rồi ha, các bạn nhìn thấy đây nè, bấm một cái rồi bấm hai cái, bài cũ bài mới, kênh cũ kênh mới gì quá trời trong này. Các bạn nhìn cái tờ giấy này là biết xài, là cái ba cái nút này thôi. Nút này là nút nghe nhạc, để các bạn có thể nghe nhạc. Rồi FM cũng vậy, FM thì các bạn thích kênh nào thì các bạn dò ra, ví dụ FM 99.9 gì đó thì dò ra và mình nghe, vừa chạy vừa nghe nghe đài. Rồi cái quan trọng nhất là cái intercom các bạn ha. Intercom thì các bạn tạo group. Khi mà intercom á, thì mình tạo bên DMC, tức là cái công nghệ mesh thông qua cái hình thức bắt cầu, chứ mình không có dùng Bluetooth ha, không có dùng Bluetooth. Thì các bạn biết rồi, cái Bluetooth là để kết nối qua cái điện thoại với cái này thôi. Còn cái intercom DMC này mới là cái mình bộ đàm, nó có hai phần rõ rệt ha. Cái công nghệ của cái DMC intercom này á, là nó kết nối được một cái nhóm tới 15 người. Tức là khi các bạn có 15 người bạn đi chơi thì các bạn sắm 15 cái Cado này, các bạn tạo thành một cái nhóm, maximum nó là 15. Và các bạn có thể tạo thành nhiều nhóm như vậy. Đó, mỗi lần các bạn đi thì đi một nhóm thì kết nối hết 15 người. Thì nếu mà hai người đi thôi, ví dụ hai chồng á, hoặc là bồ hai người bạn đi á, thì hai cái người đó kết nối với nhau cái khoảng cách là 1,6 km ha. Với điều kiện là đường thẳng các bạn ha, đường thẳng không có ôm cua nhiều và không có nhiều vách núi, ví dụ đèo góc cua liên tục thì nó sẽ bị cản sóng. Đó, hai người thì 1
km 6, còn một group 15 người thì là 8 km, với điều kiện là đường thiệt là thẳng trống và không bị, chỗ đó không bị phá sóng, không bị núi, không bị vách, không bị những cái vật cản trở. Đó là cái mà nhà sản xuất họ đưa ra cái thông số ha các bạn. Nếu mà người 16 thì coi như thua, không có vô được cái group 15 người này. Rồi các bạn có thể tạo nhiều group ở đây. Đây là group thứ nhất. Ví dụ giờ mình đang chơi với cái nhóm là CBC. Đó, thì mình tạo cái group là CBC. Các bạn phải cho một người nào đó trưởng nhóm để tạo lên cái group này. Thì khi đi thì có mặt anh đó thì nó dễ hơn. Rồi các bạn add new passenger vô. Đó, ở trong đây nó có hai mục: cargo unit hoặc là non cargo unit. Non cargo unit thì các bạn có thể add những người đang dùng Sienna đồ này kia đó. Còn nếu cargo unit thì các bạn bấm vô đây. Rồi, nó đang tìm. Tìm ai? Rồi, đây là cái thứ hai trong cái hộp này. Mình mở nguồn lên luôn, bấm hai cái. Mở nguồn cho một cái thành viên thứ hai. Rồi các bạn, đây là cái máy chính của mình với cái group mình đã tạo là CBC. Rồi các bạn muốn cho một cái thành viên thứ hai vào cái group thì các bạn bấm vào đây. Đó, các bạn add rider ha, add rider. Đó. Bear more rider. Bấm vô đây. Đó, thì bắt đầu nó tìm. Thì khi bắt đầu nó tìm một cái rider mới để add vào nhóm á, thì cái đèn của nó là lên xanh đỏ. Lên xanh đỏ đỏ, chớp chớp liên tục. Thì các bạn lấy cái máy của người bạn mình á, các bạn bấm ở trên cái nút này 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nó lên màu tím. Nó vừa lên màu tím á, thì lập tức là bên này nó thấy và nó tìm ra. Nó kêu là nó đã tìm ra một cái rider nè. Các bạn finish nó một cái, bấm finish là xong. Rồi nhảy vô. Cái anh này là mới khui hộp cho nên mình chưa có đổi tên. Tên là Bắc Sóc Bồ. Như vậy là được hai người rồi. Thì các bạn, những cái người bạn tiếp theo, thứ 3, số 4, số 5, tới số 15, thì các bạn cứ lấy cái máy của người ta, các bạn bấm cái này giữ 5 giây. Ở trên là DMC bộ đàm, còn ở dưới là Bluetooth. Thì các bạn cứ giữ 5 giây là qua chế độ Connect. Đó, nó lên cái bắt đầu cái ép vô như vậy. À, dễ nhất là các bạn cứ cầm cái tờ giấy này các bạn coi ha. Thì sau khi vô như vậy rồi á, thì mình cứ thoát ra và mình cứ nghe thôi. Hai bên cứ nói chuyện nhau suốt. Thì mỗi lần một chuyến đi mới á, thì các bạn ra cứ mở máy lên là nó hoạt động thôi, chứ không cần phải add nhóm nữa. Ở trong này là quản trị nhóm. Các bạn có thể bấm giữ lâu một cái, các bạn có thể chọn ở đây remove nhóm, hoặc là rời nhóm, join nhóm và tạo nhóm mới ở đây. Đó, cái ứng dụng cụ thể là nó chỉ có bấy nhiêu. Thì mình sẽ để cái hướng dẫn bằng cái cách là các bạn không phải dùng app luôn ở trên cái phần mô tả video. Còn khi mua cửa hàng Mai Nguyên thì bạn yêu cầu để lấy cái tờ này ha. Trong cái tờ này như mình nói, chỉ hết toàn bộ bằng phím cứng mà các bạn không thể, không cần phải cài app luôn. Rồi ngoài ra thì nó có những cái chế độ riêng tư để hai người có thể nói chuyện với nhau mà không có mà bị nguyên một cái nhóm mình nghe được ha. Thì cái kinh nghiệm của mình sử dụng cái nón bảo hiểm này thông qua cái cardo này đã nhiều năm nay rồi, thì sử dụng rất là tốt các bạn. Tuy nhiên thì khi mà đi vào đường đèo cua nhiều và có những cái chỗ nó kiểu như là nó phá sóng rồi đó, có những cái chỗ mà nó giống như cái kim loại nhiều hay là cái gì đó, đại khái là nó làm cho sóng ý nhiễu đó, thì nó sẽ yếu. Hoặc là khi các bạn tăng tốc mà cái thành viên kia nó cách xa quá, nó bị rớt á, rớt sóng, thì lát các bạn chạy lên sát nhau lại thì nó sẽ kết nối lại, và những cái thông báo âm thanh kết nối nó đều gọi là có trong cái tai nghe của mình hết, ở trong nón bảo hiểm nó thông báo hết. Rồi các bạn, nghe nhạc thì mình có thể mở trên điện thoại của mình bằng cái những cái ứng dụng như là Spotify hoặc là Apple Music. Ở đây mình đang dùng cái Spotify ha. Đó, thì các bạn đi ngoài đường mình đâu có thấy cái bộ đàm này nó nằm ở đâu đâu, mình cứ rờ thôi, lấy tay mình rờ ra đây. Đây là cái nút mà chỗ cái mũi nhọn này nè. Đó, thì các bạn bấm một cái thì nó nhảy bài. Đó, tăng volume thì các bạn xoay ở đây.
Đó, bấm cái nó nhảy bài. Bấm hai cái nó nhảy ngược lại. Đó, nó back lại. Rồi mình cứ thế mà nghe nhạc. Hoặc là các bạn chép nhạc sẵn đi. Nói chung là theo mình các bạn nên chép nhạc sẵn bỏ trong cái điện thoại á. Rồi các bạn vào bên trong này các bạn nghe ha. Mình lấy mạng trực tiếp ở trong cái thẻ nhớ. Bộ nhớ trong máy thì nó sẽ ngon lành hơn. Khỏi mất công rắc rối về sóng gió rồi nhiều lúc mình chạy trên đường á. Sóng 4G nó sẽ không tốt mà mình cứ nghe cái dạng Spotify hoặc Apple Music từ trên cloud xuống nó sẽ không ngon bằng ha. Cho nên kinh nghiệm của mình là lựa những bài hát hay nhất mình chép vô điện thoại để mình nghe. Rồi muốn hay nữa thì mua loa JBL nâng cấp lên. Rồi khi mà đi ngoài đường á, có ai gọi cho mình thì mình cứ các bạn nhớ nè, ba cái ngón tay, hai ngón này là các bạn ịn vô đây một cái là biết rồi, cái này ở trên nè, hai cái này ở dưới nè, đó bấm hai cái này vô một cái là tắt nguồn, rồi bấm hai cái này vô một cái nữa là mở nguồn. Khi mà trong quá trình mình chạy lâu lâu nó cũng mát đó nha, ví dụ như là nó mình nói người ta không nghe hoặc là người ta nói mình không nghe thì bạn mình sẽ chạy lên nhắc, ê sao mày không nghe, trả lời rồi 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 vô thì bắt đầu mình biết rồi đó, mình nói không ai nghe mà người ta nói mình cũng không nghe thì bắt đầu các bạn đè hai cái này vô tắt nguồn nó đi, rồi xong rồi đè vô lại mở nguồn nó lên thì tự động nó sẽ kết nối. Đó là trong quá trình mình đang chạy. Rồi trong quá trình đang chạy thì ai gọi điện á, thì mình rờ vô cái nút giữa này, bấm nó một cái là gọi điện. Đó, bấm một cái thì mình trả lời cuộc gọi. Rồi, rất là đơn giản ha. Rồi cứ vậy mà mình đi thôi. Đi rồi bắt đầu ở ngoài đường á, rồi mình nghe nhạc, rồi mình đàm thoại, mình nói chuyện. Rồi bắt đầu lúc mà chạy nguyên một group thì mình nói bộ đàm với nguyên một group luôn, với ví dụ 15 người thì 15 người đó đều nói chuyện hết, la làng la xóm, hát cải lương, chọc giỡn gì đó, rồi ổ gà ổ voi. Cái người dẫn đường là luôn luôn, ê ổ gà xe tải vào trước, rồi bắt đầu tấp phải tấp trái gì đó, thì nguyên một cái đoàn là nghe hết ha các bạn. Hai người với nhau độc lập thì được một cây số 6, còn nguyên một group thì khoảng 8 cây số, với điều kiện là đường thẳng. Cái thiết bị này nó dùng cái dạng là mạng lưới bắt cầu các bạn. Đó, cách qua cách lại, ví dụ người này bắt cầu tới người kia kết nối người nọ bắt cầu người nọ. Như vậy nó tạo thành một cái mạng lưới. Thì cái nguyên một đoàn 15 người mình có thể chạy tới kéo dài gần 8 cây số mà nó vẫn nghe được. Đó là cái công nghệ đặc biệt trên cái cardo này, DMC Intercom. Cái công nghệ mesh bắt cầu. Rồi các bạn lên xe đi chơi với cái cado đó, rất là đơn giản ha. Mình trả lời cuộc gọi ở đây, rồi đàm thoại với bạn bè trong nguyên nhóm ở đây, nhìn rất là đẹp. Mình kết thúc cái video này ở đây và mình sẽ làm tiếp tục nhiều cái video khác chia sẻ về cách kết nối cái cado này với cái xe BMW luôn, và mình sẽ điều khiển cái xe này mở nhạc ở trên xe, rồi điều chỉnh âm nhạc qua những cái nút xoay ở đây, rồi cách thay cái tai nghe JBL coi chất lượng âm thanh nó như thế nào. Nói chung là rất rất nhiều những cái video sắp tới mình sẽ chia sẻ về cái cách chơi của cardo này. Rồi kết thúc video đây và xin chào tạm biệt các bạn.